cái điện thoại của tôi đâu rồi trời? Đừng có mất tiền nữa, tao mất tiêu hết trơn rồi. Ủa là sao chị? Mất là sao? Mất là mất chứ hỏi cái gì mà kỳ vậy trời. Chị ơi, chị kiếm kỹ sâu sâu bên trong coi chừng chị để xong mà nó đồ nó đè chị không thấy á. Tôi kiếm kỹ rồi, hồi nãy cái điện thoại tôi còn bấm trên tay, sau đó rồi tôi bỏ vô trong vỏ mới có mấy phút mà. Nãy em có thấy chị bấm. Ủa mà sao giờ tự nhiên mất tiêu là sao ta? Trời đất ơi, bây giờ tự nhiên vô tiệm làm tóc mất điện thoại mất tiền bạc hết là sao? Gì vậy? Dạ khách vô làm tóc mà bây giờ mất tiền với mất điện thoại ở trong cửa hàng á anh. Ôi, cái lúc mà chị này ngồi làm á, có ai ngồi kế bên không? Ê, hồi nãy là tôi nhớ có cái bà già nào mà vô đây là ngồi kế bên không, rồi bà hỏi hỏi cái gì đó xong rồi bà nói là đợi lâu quá rồi bà đi về luôn kìa. Rồi cái cô đó có dấu hiệu gì lạ không? Trời, tự nhiên sao em không nhớ gì hết trơn đó. Thôi để anh check cam cho lẹ. Có thấy gì không anh? Nè, có một bà cô lớn tuổi ngồi kế bên nè. Em ơi, sao mà khách ở trong tiệm không chú ý gì cho vậy? Tại lúc đó khách cũng đông mà em cũng lu bu nữa. Mà cổ cứ hỏi cái gì, hỏi tùm lum làm em phân tâm hết trơn á. Mà em thấy lạ lắm. Cổ vô đây cô ở phòng mới làm mà cô cứ lấy cái nón quạt quạt nóng lắm luôn vậy. Mà em cũng hỏi, cô nói là cô mới ở ngoài đi vô cho nên là cô nóng. Rồi giờ sao? Cái bà đó là ai? Bây giờ đưa cái đoạn clip hoặc cái video cam gì nè, đi lên công an phường đi. Đòi lại cái điện thoại với tiền cho tôi đi chứ trời. À, chị cứ bình tĩnh lại đi, chị yên tâm. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại đồ và hoàn trả lại cho chị sớm nhất. Vậy tôi đợi đó nha. Đòi lại điện thoại với tiền lại giúp tôi đó. Dạ, chị cứ để lại số điện thoại đi. Khi nào có chúng tôi sẽ gọi điện liên lạc để chị lấy lại. Rồi. Chị thông cảm giúp em chị. Em xin lỗi. Xin lỗi chị. Giải quyết á mà không xong là không xong với tôi đâu đó. Đi đâu giờ mới về hả? Trời nắng nóng quá, má đi từ từ. Với lại con thấy á, đường xa quá con. Đôi mắt gì bà đi xa, gần gần đây quán quá trời mà. Chứ má đi gần quá người ta nhận ra má làm sao con? Thôi mệt quá, mà sáng giờ làm được gì, đưa coi. Được coi. Tiền cũng nhiều nè. Đây. Ngon ngon nha. Thấy nó nhấn bát không? Con nhiều không nhớ là sao? Để từ từ chứ giờ má già má đâu có nhớ kỹ đâu. Con la má sợ quá. Như là 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Tôi mà mở không được á, mà coi chừng tôi á. Rồi, được rồi nè. Ngon ngon. Ngon nha. Mà công nhận nha, con nhỏ này mất điện thoại là đúng rồi. Nó cài cái bát dễ quá. Cường ơi, con nghe má nói nè. Thôi mình đừng có làm cái nghề này nữa con. Má sợ quá con ơi. Bà nói gì mà nói lời tôi nghe coi. Tôi nói cho bà biết, bà phải làm. Mà xin con mà, hôm nay con kiếm cái việc nào lương thiện con làm đi con. Chứ bây giờ má già rồi, má không muốn làm cái chuyện thất đức này nữa đâu con. Má sợ lắm. Nhỡ con ngày nào người ta bắt được má thì nhục nhã lắm. Bắt là chuyện của bà. Không có gì để má nói con vậy. Không thấy má đi ra má lụm dây chai về. Má đưa con xài được không? Lụm dây chai ngày được nhiêu tiền hả? Tôi nói cho bà biết, bà phải làm. Mà một khi đã bước chân ra khỏi nhà đi làm á, một là đem điện thoại về, hai là tiền. Vậy thôi không nói nhiều. Bà không làm á, bà sống không thọ với tôi đâu. Tôi cho bà biết. Má xin con có cược dừng lại đi con. Không có xin xỏ gì đây hết á. Con. Dạ con chào cô. Cô dạ, làm con. Tóc hả cô? Con làm tóc. Ủa tiệm chưa có ai hết không? Dạ chưa.
Sao con thấy cô quen quen? Hình như hôm qua cô có tới tiệm con đúng không? Không có đâu con. Chắc con nhìn lầm ai chứ. Cô mới tới đây lần đầu tiên mà. Dạ em chào chị. Chị làm tóc hả? Chị vô chị ngồi. Mà cô có làm không? Để con làm cho cô. Thôi được rồi con. Tại vì cô đứng cô cũng ngắm tiệm đẹp quá. Cô ngó một chút xíu cho nó thoáng chút á. Với lại có gì cô chọn mẫu rồi cô hãy làm. Vậy chừng nào cô chọn mẫu á rồi cô vô cô ngồi con làm cho cô nha. Cô. Dạ tôi không có lấy, tôi không có lấy gì hả cậu ơi. Con chưa nói gì mà sao cô nói là cô không lấy? Chính cô là người lần trước đến đây ăn cắp điện thoại và lấy tiền của khách cô đúng không? Cô lớn tuổi rồi, sao cô làm cái trò này vậy? Dạ cậu ơi, thật tình đó, tôi không có cố ý. Mà tôi không có cố ý chút nào á cậu. Do tôi bị ép. Ép là sao cô? Lần đầu tiên cô tới đây, cô lấy tiền với điện thoại của khách con. Lần thứ hai cô còn dám quay lại nữa. Cô lớn tuổi rồi mà sao tính cô kỳ quá vậy? Cô cậu thương tình. Thật sự là tôi cũng không có muốn làm cái trò này đâu. Nhưng mà nếu tôi không làm á, thì về con trai tôi nó đánh tôi. Tôi sợ lắm luôn chú ơi. Con trai con đánh con hả? Dạ. Là tôi muốn mặt lắm khi tôi làm cái trò này. Tôi nói cho cô cậu nghe, lúc trước gia đình tôi cũng khá giả lắm. Rồi tôi cực chịu con trai tôi. Khi con trai tôi nó liều lỏng, nó ăn chơi, xong rồi nó chiếm luôn căn nhà, bao nhiêu đồ đạc nó bán hết. Nếu mà tôi không có kiếm tiền cho nó tiêu xài là nó đánh tôi. Nhưng mà đó có phải là con ruột của con? Dạ phải cậu. Là con trai một của tôi. Chính vì tôi cực chịu đó cho nên là nó hư. Mà tôi là mẹ nó cho nên vẫn đối xử tệ với tôi. Cô cậu ơi tha cho tôi đi. Bây giờ cô dẫn con về nhà để gặp con của cô đi. Cậu ơi, tôi xin cô cậu mà. Tôi làm tôi chịu. Có tù tội tôi cũng chịu đó. Xin cô cậu ơi tha cho tôi. Cô đừng có làm như vậy nữa. Cô càng làm như vậy là con của cô nó sẽ càng nghĩ lại. Rồi nó sẽ trở thành gánh nặng của xã hội đó. Cô lớn tuổi rồi. Cô nhắm. Cô gánh cho con cô được bao nhiêu lâu nữa? Nhưng mà tôi xin đi lần này thôi. Tôi không dám lần nữa đâu. Cô ơi, cô nói nhiều tiếng cho tôi đi cô. Tôi lại cô ạ. Dạ thôi, con dẫn cô lên phòng. Cậu ơi, tôi quỳ xuống đây cậu ơi. Tôi xấu hổ lắm cậu ơi. Tôi xin nữa. Tôi quỳ xuống đây xin cậu. Thì cô hãy dẫn con về nhà để con nói chuyện với con của cô được không? Dạ. Được rồi. Thảo, tránh tiệm nha. Bước vô. Sao giờ mới về? Đi về sớm đưa tiền tôi đi công việc. Giờ mới về là sao hả? Tiền đâu? Bữa nay học cái thói im lặng hả? Bà có tin là tôi tán cậu một cái không hả? Mày im. Thứ mặt dạy nhưng mày tính nói gì? Mày tính hỏi tao là ai đúng không? Tao trả lời luôn, mày không cần biết tao là ai. Ê, cũng có nhà cửa đàng hoàng, mày cũng lớn đầu rồi sao không chịu đi làm? Nghĩ làm sao mà kêu mẹ mày lớn tuổi già cả rồi đi ra đường ăn cắp ăn trộm đi lấy tiền về cho mày ăn chơi vậy mất dạy. Sao mày biết? Thì ra là bà nói với nó đúng không? Tại sao bà nói với nó hả? Con ơi, do là má đi tới tiệm với ta má ăn cắp đồ, cậu này phát hiện được, má hết cách rồi con. Phát hiện sao không chạy đi mà dắt nó về đây làm gì hả? Cường ơi, con nghe má nói nè. Má nuôi con hơn 30 năm nay rồi con. Có bao giờ má có ý định má bỏ con không? Má luôn yêu thương chiều chuộng con. Nhưng mà ngược lại, con coi má như là người hầu kẻ hạ trong nhà.
Nhưng mà lúc nào mà cũng cố gắng mà lo cho con, mà làm tất cả là vì con. Nhưng mà những cái điều má làm má biết là sai, nên mấy bữa nay má ngủ không được vì những cái việc làm của má. Bà đừng có nói cái kiểu như là tôi có lỗi nha. Bà nuôi không nổi tôi là lỗi của bà. Tôi đã nói rồi, không kiếm tiền bà biến ra khỏi nhà đi. Con ơi đừng, bà tôi xin cậu. Con ơi đừng lên đi con. Cô hết dài đợt này rồi. Như là từ nào giờ mày chưa bị đòn mà chưa sợ đúng không? Sợ sợ. Tao nghĩ đánh mày nhiều cũng chẳng được cái gì. Tao cho mày lên ăn cơm nhà nước. Mày nghĩ lúc đó mày sẽ rút ra được nhiều bài học hơn đó. Cô đi với con lên trên phường, khai báo với công an. Đi. Mắng cậu.